Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Heo heo, gió thổi đầu non, mấy thằng say rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi đâu? Là tao à? Ai? Vợ mày nè. Vợ tao là vợ Đậu không? Đúng rồi. Vụ gì? Đứng dậy đi. Mày bà của nội tao hả? Mày bà của nội tao, mày có thấy tao đang nhậu không? Giờ chưa rồi, mày đứng dậy đi, tao nói chuyện với mày xíu. Tao ngồi đây mày nói tao vẫn nghe được. Tao vẫn nghe được, lỗ tai tao là lỗ tai người, chứ không phải lỗ tai cây. Mày hiểu chưa? Vợ thích làm gì làm đi. Mà giờ nè, tao bán đậu hũ còn xíu nè. Tao đau bụng quá à, mày đi bán giùm tao đi. Không lẽ là tao phan nó chơi vào đầu. Gì? Mày không thấy tao đang nhậu à? Hả? Câu chuyện bán đậu hũ là của ai? Thì của tao. Của mày thì mày đi bán đi. Mày không thấy tao bận nhậu từ hôm qua tới giờ. Sao mà tao đi bán được cho mày đây? Nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ. Mày bị cái gì? Bị đau bụng. Mày đưa đây tao giữ cho, rồi mày đi ra cho kiếm vô cái bụi nào mày. Rồi mày làm gì mày làm đi rồi tao. Không, tao không chịu đâu, không được. Là cái gì? Tao phải đi vệ sinh, tao về nhà tao đi vệ sinh mới được. Ở đây ghê lắm, tao không đi đâu. Đây mày đi bán đi, tao đi về nhà tao đi vệ sinh. Mày làm như cả đời mày chưa bao giờ mày đi ngoài. Bây giờ một lần nữa là mày có đi hay không để tao coi chừng. Không. Bây giờ ra mày không đi phải không? Ui da. Cái gì vậy? Trời ơi, chở bà bầu mà chạy cái kiểu gì không hiểu. Đó, 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 khổ ngoài. Ghê đó. Mày bây giờ mày không đi quá, mày qua đây. Sao cứu con? Cái gì âm sầm hả? Tao đập cho mày một lần cho mày chừa cái bằng mặt mày. Tao đánh con rồi mà sao? Trời ơi, cái thằng quỷ dịch này sao suốt ngày mày quýnh vợ mày hoài vậy mày? Chính đánh mày không được quýnh nó nghe. Nó sao? Nó liền như chó, chứ không đánh là được. Phải đập nó chứ. Bây giờ tao hỏi một lần nữa là bây giờ mày đau bụng mày vô chống đại mà cái bụi đó đi, tao kiểm tra giùm, tao canh chừng giùm cho rồi mày đi trong đó. Nhưng con đau bụng hả? Đúng rồi, con đau bụng. Nhưng trời ơi, đau bụng sao còn đi bán nữa? Để thằng Đậu nó bán cho. Ý là con không phải đau bụng kiểu đó. Chứ đau bụng gì? Đau bụng kiểu khác nữa. Bây giờ tao hỏi mày đau bụng kiểu khác là cái gì? Tao có bầu. Thấy không? Tao bầu thì nó đại, có bầu đúng không? Có gì đâu, có bầu. Có bầu mày mừng chứ. Gì? Ê, đó là có bầu nha, không được quýnh nó nghe mày. Khùng sao đánh nó? Đánh nó cha con tôi sao? Có bầu hả? À? Ừ. Nhưng mà sao có bầu kỳ vậy? Trời ơi, cái thằng này ơi, vô duyên. Hỏi vô duyên. Tao có bầu mà mày phải hỏi mày đi, chứ mày đi hỏi tao. Nhưng mà tao nhớ là tao xỉn, tao nhậu không à. Tao với mày đâu có làm gì đâu. Có. Dạ. Có hết á mà mày không nhớ á. Tao có bầu rồi đó. Con của mày á. Rồi, được rồi. Tao bán cho. Nè. Sao mà còn nhiều vậy? Nhiều gì? Giỏi. Từ đây về sau là con phải đi bán để nuôi nó. Bởi vì nó có bầu, nó rất là mệt mỏi. Nó không có là làm lụng được, hiểu không? Hôm nay con sẽ bỏ nhậu để con đi bán lo cho vợ con ha. Đúng rồi. Sư huynh. Gì? Con nhận bữa nay sư huynh rảnh thiệt. Rảnh. Rảnh sao? Tại vì chở vợ đi đâu ạ? Thì bà cái bụng bầu quá trời bự rồi, đâu có để cho bà đi chợ đi bộ như vậy là nó tội nghiệp của đứa nhỏ trong bụng. Cho nên là phải chở bà đi chợ. Cái nhưng này... mà bà vừa vô chợ là tao con ngùng. Sao? Tao ghé cái quán kế bên tao làm hai xị gọi là xúc miệng. Đó. Nè, mình làm gì làm nghe. Về giặt cái đống đồ cho tôi nha. Rồi dọn dẹp cái giường ngoài sau nhà cho tôi nghe. Tuân lệnh vợ. Không có gì mà phải lo hết. Cái gì mấy chuyện đó là chuyện nhỏ mà, đúng không? Mình đàn ông là cái gì cũng phải có thường nó hết. Bây giờ tôi đi ra ngoài chợ tôi bán đậu hũ cho vợ luôn nè. Ví dụ đại ca mà rảnh thì đại ca theo đại ra ngoài xong cái thí dụ chưa có ai mua thì hai mình cười tép. Mày kêu ông là sư huynh đúng không? Đúng rồi. Mày phải học theo ổng. Học gì? Từ đây về sau phải giặt đồ cho vợ, quét dọn nhà cửa, cơm nước rồi cho vợ nghe con. Đúng rồi mày, từ nay về sau mấy cái đi bán này là mày phải đi hết á. Chứ mày tao mà không đi được đâu nha. Tao đi hồi là tao bị mệt á. Yên tâm, tao thề trên miếng đậu hũ. Tao mà từ nay mà không có, tao không có giặt đồ hay tao lo cho mày nữa thì tao không còn là đậu nữa. Mà cho tao thành bắp luôn là tao thề. Mày để cái miếng nó riêng chỗ khác để hồi nó bán tao không biết tao ăn là chết luôn á. Đậu cái miếng này chút xíu làm mồi của anh huynh đệ mà. Đi đại ca.
Ủa vậy tao đi chung luôn hả? Đi luôn đi. Ê, ê tao rau giỏi lắm á, có gì đâu phải tao rau cho mày biết được không? Rồi. Tao hổ nè, nóng đi. Đi một tiếng đồng hồ về giặt đồ đó. Sao? Cái gì? Con dùng cái cách của gì sao á? Hiệu nghiệm nha. Không, mày cũng thông minh chứ ai nói mày ngu như vợ cậu đâu. Lâu lắm rồi con mới được một ngày thảnh như vậy. Ừ, vậy bây giờ làm gì ta? Đi chơi. Rồi chưa dám hành hạ tao hả? Bây giờ tao sẽ cho mày biết vợ thằng Đậu là như thế nào. Em ơi. Ê. Mày không? À. Mới đâu vậy? Thì mới đi bán về. Chắc không? Cho mày không thấy hết trơn tao Đậu luôn hả? Chắc nha. Ờ. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Lại đây. Há miệng ra. Hả? Trời! Ai da! Mày mới nhậu vậy đúng không? Tao đâu có dám nhậu đâu. Mày không nhậu đâu nghe mùi. Ai da! Cái mùi này mùi của hôm kia mà. Mùi gì? Mùi nhậu của hôm kia. Nhậu hôm kia? Ý là hôm qua mày không tắm hả? Mày dám không tắm hả? Ở vô. Thôi nha, vừa phải nha. Mày nghĩ sao mày bắt tao đi bán cả ngày về? Tao bán cả ngày về là tối mày kêu nó giặt đồ, rồi nấu cơm. Khuya mày kêu nó nấu mì gói cho mày ăn. Còn giờ tao tắm đêm nên cho tao bị chuột rút chết ra mày. Mày. Cái đó là chuyện của mày. Đó là chuyện của tao, mắc thì tao phải lo. Nè. Gì? Bây giờ tao đói bụng rồi đó. Tao ăn xoài bị sốt ruột rồi nè. Bây giờ đi vô chổng nấu đồ ăn. Xong mày vô mày làm đậu để mai đi bán. Ủa? Ê nó nghe nè. Ủa rốt cuộc là từ sáng giờ tao đi bán rồi mày ở nhà mày làm gì mà mày không chịu nấu cơm? Tao bận. Bận gì? Bận đi chơi. Trời mày ghen quá vậy. Thì sao? Tại vì mày có con của tao cho nên tao cũng đáng ngán, nhưng mà tự nhiên bắt đầu tao thấy quải mày có cái là tự nhiên sao mà tâm tính mày bắt đầu hung dữ, mày giống như chằn ăn chân quấn mày đánh tao hoài vậy. Bộ một ngày mày không đánh được là mày ăn cơm không ngon hả? Ừ nè, tao nói cho mày nghe chứ hồi trước mày sao một ngày mày đánh tao 3 trận. Ừ. Bây giờ ngày tao đánh mày có 4 trận. Ngồi đó mày con bì hả? Ê thôi đủ rồi nha, tao nhịn mày nhiều quá. Mày tao nhịn mày nữa. Mày ngon mày đập tao cái coi. Tao mà không đập mày tao làm con của con mày luôn á. Mày đừng có xạo. Mày xạo chó mày. À mày tính đánh tao hả? Chứ sao? Được rồi. Sao? Mày giờ... mày đụng nhẹ nó cái coi. Mày đụng nhẹ. Tao sợ tao không có đánh mày nữa. Tao đánh con mày. Ê! Mày làm gì vậy? Đánh con mày. Được không? Cái đầu nó nằm bên đây mày đừng chơi gì, chơi ngu mày. Không. Đầu nó nằm đâu tao biết. Tao ký nè. Ê! Nói mày ký nè. Nói mày ký đi. Mày ký vừa mày ký đâu vậy? Thôi ký mày ký vậy chứ cha. Tiền đâu? Tiền gì? Tiền bán hàng. Tiền bán hàng để dành để còn mua đậu về làm đậu rồi. Đưa, hỏi nhiều. Không đưa đăng ký đâu nữa. Ờ, mày đưa mày làm gì? Đưa đi. Tốc độ em. Cái gì đâu rồi mày? Có mày. Chắc nha. Chắc mày. Tao phát hiện lặt mày á. Tao biết rồi. Mà mày lấy tiền chi nhiều hả? Bây giờ tao qua bà Sáu. Làm gì? Tao mua kẹo ăn bim bim. Ờ nó nghe nè. Ủa mày ăn kẹo gì bên chỗ bà Sáu mày ăn hoài vậy? Bên đó bộ bà bán kẹo gì kẹo mà dưỡng thai bên đó hả? Kệ tao thích ăn gì tao ăn. Giờ sao hả? Mày ý kiến không? Ý là... Ê, không rồi mày cứ ăn đi. Nói chung là kẹo nào hay gì mày thích gì mày cứ việc ăn đi. Mày ăn cho vừa lòng mày đi. Mày chỗ giặt đồ đi mày. Thanh. Trời ơi. Đây. Hai chú cháu mình hôm nay là cả tuần lễ rồi mình có được nhậu đúng không? Thôi, tôi không dám nhậu đâu. Trời ơi, nhậu gì? Con quỷ con vợ tôi, vợ nó hung dữ. Nó dễ nó hửi được cái mùi tôi, cái nó đánh tôi chết bà tôi luôn á. Không có đâu, làm gì mình cho nó hửi mùi chứ. Không phải không hửi mùi, làm sao nhậu không có hửi mùi được. Mà quan trọng là nó đánh tôi mà đánh con tôi. Mà đánh con tôi là con tôi đau. Mà con tôi đau có nghĩa là tôi đau, mà chắc chắn là tôi phải đau hơn con tôi rồi. Ờ ha, sao con vợ mày nó khôn như vậy, tự nhiên bây giờ nó... Mày nói nó ngu chứ sao khôn. Con đó là vợ của thằng Đậu là tôi mà, nó nổi tiếng lên là nó ngu mà. Nó đánh kiểu đó là nó đánh vậy là, rồi con tôi nó bị chấn thương sọ não trong bụng mà sao? Ờ. Ê, khoan đã. Gì nữa? Có cái điều này nữa nè. Gì? Vợ chú á. Ờ. Mang thai là
bà tính ra là cái hồi mà cái năm vừa rồi luôn đó, là trước gần tháng nè, là năm trước nữa. Ủa, bà mang thai kiểu gì mà cả năm rồi bà chưa đẻ kỳ vậy? Không, bà nói với tao đó, có nghĩa là bây giờ là bà lớn tuổi rồi, cái thai không phải giống như những người còn trẻ mà đúng 9 tháng 10 ngày sanh, nhiều khi của bà là 2-3 năm bà mới sanh. 13, 14 tháng, 2 năm còn chết. Cái chuyện phụ nữ mà tính toán làm gì, mình lo mình ăn nhậu là được rồi, hiểu không? Đâu có được, có cái gì đó, rồi xong tự nhiên cái đông mà có, xong... Thôi kệ đi, đợi tôi xíu. Nó rối quá mà, rồi, vô chờ đi. Nghe. Chờ được mà, chuyện nhỏ. Nhậu hả? Ê, cái này là rượu của tao nha, chứ không phải là rượu của chồng mày đâu nha. Dạ, không mượn ấy. Ủa, có cái chai nữa hả? Của tao 100% luôn á. Của chú đúng không? Ừ. Con đem đi đây. Đem đâu? Rượu của chú. Ừ. Thật ra đây là rượu của bà Sáu mà, đâu phải rượu của chú đâu. Chú rất dòm rượu của bà Sáu đúng không? Chú đừng có nói dối con biết hết trơn rồi. Bây giờ con đem qua con đưa cho bà Sáu, con mét cho bà Sáu biết. Chú á, giờ chuẩn bị tinh thần đi nha. Chúc chú thật vui vẻ và hạnh phúc. Đây, chú nhậu đi nha, nhậu sai nha. Bye bye. Trời ơi là trời, trời ơi, ai nói con vợ thằng đậu nó ngu đâu trời ơi, nó khôn bà cố luôn á. Trời ơi, cái điều này nó qua nó mé, nó về nó mé cho vợ tao là tao chết chắc luôn á. Thôi tao về đứng ngay đây. Trời ơi, chết, đừng mé vợ, đừng mé vợ chú. Rồi, chú làm xong hết rồi. Ủa sao kệ vậy? Mày buông tao ra đi. Mày buông tao ra, mày để cho tao chết. Cái gì vậy? Trời ơi, tao nói cho mày nghe, bây giờ không có rượu sống làm cái gì. Mày không nghe ông bà xưa người ta nói sao? Nam vô tủ như kỳ vô phong đó mày. Gì kỳ vô phong là gì? Giống như lá cờ mà không có gió nó yếu xìu như con gà chết vậy đó, hiểu chưa? Rồi sao? Bây giờ tao muốn chết. Thì muốn chết thì chết đi, tự nhiên thọ người ta vô nắm tay ta vậy. Nè, cái bờ kênh nằm sau lưng nè, tự nhiên nắm tay vậy là sao đi? Hả? Bây giờ tôi hỏi chú nè, chú chết để được cái gì? Thấy không? Cái người mà đáng chết là tôi nè. Người đáng chết mới là tôi nè. Sao tự nhiên mày đáng chết là sao? Tự nhiên chú là một thằng hai lúa ngời ngời như một thằng giang hồ trùm của cái thôn này. Về nhà là tôi tán vợ bóp đánh liên tục tiền. Tự nhiên bây giờ trở thành một thằng ở đời. Một ngày nó giật tôi 3-4 cử. Lỗ mũi lở trơn. Rồi đã vậy đồ bắt giặt đồ. Rượu thì không cho một giọt nào. Vậy thì sống làm gì hả? Để tôi chết đi. Để tôi chết đi. Hai chú chở mình đồng cảnh ngộ. Đàn ông mà không có rượu vô trong người thì làm sao mà nó sung được. Mà không sung thì đâu phải là đàn ông đó, đúng không? Thôi cái này bậy nè, cái này bậy lắm. Chú đừng có nói mà kỳ vô phong cái gì, giống như lá cờ thiếu gió gì. Mai là chú nói chú là yếu yếu vậy mà bụng của thím còn chà bá lửa. Chú nói là cái ý khác, mày hiểu cái ý gì vậy? Không, chứ còn gì nữa, ý là chú nói là thiếu rượu là không được, không sung đúng không? Không sung là không sung để làm việc, chứ không phải là không sung cái chuyện vậy. Không. Tầm bậy. Trời ơi. Nhắc giờ thèm rượu dễ sợ. Trời ơi, tự nhiên tôi đang không nghĩ cái chữ đó, tự nhiên bây giờ nhắc cái chữ rượu đó là thèm đây rồi nè. Rượu ơi rượu, đừng có nghe lời hai người đàn bà đó mà bỏ rượu, bỏ tụi tôi nghe rượu ơi rượu, đừng bỏ tụi tôi nghe rượu. Ê, cái gì? Vừa mới nói tự nhiên có nước rồi nè. Nước gì? Nước nè. Rượu. Cái gì? Rượu đế. Thiệt hả? Rượu đế hả? Trời ơi. Cái gì mà linh như mẹo vậy? Trời cho. Trời, đúng là chú ăn ở của Đức lắm nha. Giống như cái lời cầu xin của chú giống như là đã động tới lòng trời. Đúng. Trời ơi, bởi vậy nhìn cái mặt chú là biết con người ăn ở của Đức. Cảm ơn con. Nồi cái trán của chú là không còn một cọng nào người ta nhìn thấy là chú là ăn ở của Đức rồi. Cảm ơn con. Bây giờ, trời ơi. Cái gì vậy? Nói đi, đừng có uống cái này một lát mình cưa đôi. Cưa đúng rồi, ý là bây giờ uống vô tự nhiên hơi sót ruột. Bây giờ đã động đến lòng trời phải không? Bây giờ chú cầu thêm mồi đi. Để mình cưa luôn cái được. Ông trời ơi, nếu mà đã cho tụi con có rượu rồi thì phải cho tụi con có mồi chứ, không có mồi uống khan nó kỳ lắm. Dễ gì quá. Ê gì? Ê hả? Cái mà mồi gì ông bỏ trong túi áo ông đem theo hả? Bậy làm gì có gì chứ đâu ra không biết nữa, tự nhiên mình cầu xin làm như là linh nghiệm vậy đó. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Thiệt luôn. Trời ơi,
chú ơi, cái này gọi là mình động tới lòng trời rồi, động luôn tới nguyên cái cung đình luôn rồi. Nếu mà linh vậy là tại mình phải tận dụng. Mình có hai điều ước rồi. Rồi rồi. Bây giờ mình còn điều ước nữa. Điều ước gì? Dạ, con cầu xin ơn trên, nếu đã lỡ thương chúng con xin hãy thương cho son. Xin hãy. Đúng rồi, đúng rồi. Để mà ôi vợ. Tao mà biến mất thì lấy đâu trà đá cho mày chữa lửa hả đạo? Đâu có. Hay quá ha. Có chút xíu rượu nói vợ này nọ kia ha. Ước mà. Ước cái gì? Trả đi. Cái này của ở trên cho tụi tôi đó. Trên nào? Trên trời. Trời đâu ra? Nhìn đi. Nhìn cái này là cái gì? Nè, nhìn đi, quen không? Quen. Tôi câu đó. Tôi câu vô cho ông đó. Vậy là nãy giờ bà ở đây bà chứng kiến hết rồi hả? Hết trơn rồi. Rồi bà thả cái này ra cho tôi luôn hả? Chứ sao? Hay quá, vậy mà nó động lòng trời. Ai biết đâu tự nhiên nó hiện lên. Mày đi đó, mày đi về mày xây đậu đi kìa. Ngày mai đi bán, chuẩn bị luôn bông băng khúc nỏ đi. Tao về tao vớt mày ra khỏi cái trái đất mày luôn bây giờ. Đi. Còn ông, về giặt cái thao đồ cho tôi nha. Hả? Rồi rửa chén nấu cơm nha, xong đi lên giường nằm chờ đó. Làm gì? Ôm cái chổi lông gà theo một hồi về tôi quất. Phải ôm chổi lông gà nữa hả? Trời ơi, cái gì vậy? Thứ gì? Lì lợm à? Nhậu nhẹt vô nói ba lăng nhăng. Lèm bì. Đi rồi hai chả đi rồi. Thảo quá, thảo quá. Trời ơi, thơm quá. Thơm quá. Ê. Dạ. Chỗ này được rồi vợ đậu. Không mấy hai dì cháu mình kiếm. Đi. Ngồi đi. Ngồi mình làm sương. Xong mình ngủ một giấc cho đã rồi chiều mát rồi về. Thôi, kỳ lắm. Sao kỳ? Mình đã chơi là chơi tới bến chứ chơi gì sương. Trời ơi. Mày vợ đậu không ta? Vậy mà ai nói vợ đậu nó khờ đâu ta? Sao ơi, lâu quá. Xong rồi. Anh ơn. Trời ơi, ăn nhậu phải từ từ chứ mày. Làm gì mà hối dữ vậy? Phụ coi cái con này. Để hai cái ly xuống. Ây da. Trời. Sao ăn kẹo hoài vậy? Ăn kẹo hoài là tiểu đường đó nghe. Này. Con đừng có nói với Sáu là cái ổ kiến ở ngoài góc vừa là do bay tè bậy nên nó bị kiến bu nha. Gì vậy Sáu? Mà đi tè bậy chỗ đó. Con cũng là con gái mà sao mà làm như vậy được? Gái gì có chồng rồi mà gái gì? Phụ nữ không có làm như vậy được. Biết đâu mày tệ như vợ đầu tao nói đó. Mà tối nay tính ăn gì? Ê, nó nghe. Công nhận dạo này á, đồ của Sáu với con lên dễ sợ luôn. Đúng không? Uống chai này đâu có si nhê đâu. Sao tính vậy? Bây giờ mình đừng nhậu trái cây nữa. Đừng nhậu đậu phộng nữa. Nhậu mấy cái đó riết mà không có đồ ăn ở trong người á, nó sẽ bị sơ gan cổ trướng, hiểu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình nhậu đồ ăn ngon đi. Đồ ăn ngon. Nhậu cá rô bí chiên xù với lại bông bí xào tỏi. Ôi, tươi. Chịu không? Vậy bây giờ Sáu chịu tiền rượu đi. Con chịu tiền mồi cho. Yên tâm, rượu nhà cả đống, tha hồ. Ok, đây. Trời ơi, tiền đâu nhiều vậy bấy? Trời ơi. Tiền đâu vậy? Tiền lấy hàng của chồng con á. Trời ơi con. Con lấy nhiều quá tội nghiệp nó, mày xài ít thôi. Lấy hết đi. Thôi lấy tờ này đi chợ đủ rồi con. Trời ơi, nhà nó giàu lắm, lấy cứ lấy đi. Thon. Trời đất quỷ thần ơi, tôi kêu đi chợ mua đồ ăn, ông mua bình sữa làm cái gì vậy cho nội? Thì bà sắp sanh rồi đúng không? Bà sắp sanh bây giờ mua để cho nữa cho em bé nó bú. Khi mà hết cái quá trình của nó rồi tới tôi bú. Bú cái gì? Nói cái gì vậy? Tôi nói bà không có hiểu, có nghĩa là bây giờ tôi còn răng cỏ thì còn đỡ, mai mốt là răng cỏ nó rụng hết trơn hết rồi thì chỉ có nước bú chứ có làm gì giờ, bú rượu á. Nè, cấm tiệc nha, không được nhắc tới rượu nha. Bà với con vợ con đậu này hai người là quá trời quá đất rồi, tôi làm đồ nhậu cho hai người nhậu không à. Đợi khi nào bà nhậu xong hết tàn tiệc rồi còn dư lại, lúc đó tôi mới ăn cái đồ thừa của bà đó, bà không thấy hả? Nghe nói tội nghiệp, ngồi xuống đi anh ngồi xuống đi, em nói cho anh nghe. Nói đi. Giờ anh hiểu rồi gì? Hiểu. Anh hiểu cái cảm giác mà vợ mà cả đời phục vụ cho chồng nhậu nhẹt say xỉn rồi gì? Thì giờ có gì đâu. Bây giờ tới thời của chị rồi. Nên nó quán đổi. Chị rồi. Luôn, chị luôn, lên chị luôn. Tới thời của em. Cho nên nó quán đổi là chuyện bình thường ha. Hồi đang phục vụ em đi nha anh. Từ. Để bà vô bà nấu đồ ăn cho ăn nha. Nè bà nghe cho kỹ nè, chẳng qua là tại vì bà có bầu ha. Cho nên là bây giờ tôi chiều bà thôi đúng không? Chứ bà không có bầu không có cửa đâu cưng, nghe. Biết mà, thôi gắn chịu đi. Mốt con ra đời khỏe rồi, hết chiều rồi. Mà sao ngạo? Ngộ, cái này ngộ mà. Ngộ gì?
Sao tôi thấy là người ta mang bầu là 9 tháng 10 ngày là người ta khai qua nữ nhị rồi. Nha, còn bà đó nha, hình như là tôi thấy cái này là lâu lắm rồi đó nha, lâu lắm rồi đó. Năm mấy rồi luôn á nha, sao không thấy bà sanh nở gì trơn trời vậy? Cái này à, ông nhìn đi, cái tuổi của tôi, ông biết nhiêu tuổi không? Nhiều. 51 tuổi rồi, mà bây giờ đụng một cái có bầu. Làm ủa mà sao tự nhiên bà có bầu mới lạ nè. Đâu có cái gì đâu, sao tự nhiên bà có bầu? Chắc con tôi có bầu mình được à. Làm gì ông không có hùng ở chồng vậy? Ủa có không ta? Thôi mà đừng có than thở nữa mà ráng đi, 2-3 năm nữa con nó cũng ra đời thôi mà. Cái gì mà chữa trong cái 2-3 năm nữa mới ra đời? Nó nhiều quá. Đi vô giặt đồ đi. Rửa cái đống chén luôn giùm. Nè tôi nói thiệt với bà nghe, tôi hận mấy người có bầu lắm nha. Tự nhiên bây giờ tôi phải làm công việc nhà là sao? Tự nhiên bây giờ bà là vợ mà biến thành chồng. Trời ơi có cái chuyện mà ngược ngạo trên đời vậy trời. Chiều bà lần này thôi nha bà. Bà sanh cho lẹ nha. Trời. Quê dữ lắm rồi đó nha. Là quê đó nghe. Là quá con nó giật mình. Cô cô hay quá vậy. Chỉ cho con mấy chiêu đi. Chiêu gì con này? Dạ. Thì đó vậy đó, mang bầu thì ổng làm thôi. Trời ơi. Ê, sao sao lép vậy? Cái bầu con đâu? Cái bầu gì con có bầu đâu? Trời ơi, cái bầu độn đó. Trời cái bầu độn. Đâu rồi? Ủa tôi không có đeo luôn á. Trời ơi. Ôi trời ơi, nó đâu ta? À, con đem đi giặt rồi. Trời ơi, đúng là vợ thằng đậu à. Tại vì nó hôi quá, con đem đi giặt, lát con đem. Sao à, sao? Sao rồi? Cho con hai xị rượu. Sao rồi sao? Cho con hai xị rượu đi sao? Con vợ con ơi, ông nhả. Ây da, con... Ây. Cái thằng đậu kia, con vợ đang có bầu mà nhậu hả mày? Đó, nhậu chứ, giỡn hoài. Nhậu để mình thấy được ai mày đơ mặt rồi. Ê, vợ đậu nè, mà sao mày ở đây mày? À, nhậu cho cố vô, bây giờ bị sơ gan cổ trướng rồi kìa. Sơ gan cổ trướng, cãi nó. Nên cái này không phải là sơ gan cổ trướng mà là bầu á. Bầu á, con có bầu à. Bầu? À. Ông. Bầu gì? Mày à. Mày buông ra coi, tao đang có bầu mà mày bóp vậy là bể bụng bầu tao sao mày? Sao mày? À. Trời ơi. Ờ, chết con. À. Ý, hậu đậu quá vậy. Tự nhiên Em lặng, tao đập banh cái quán này luôn bây giờ nè. Nè, mày giờ một là mày biết điều á các bạn. Mày biết điều quá mày, mày về mày làm ơn mày á, giặt đồ nè. Mày phơi đồ, lau nhà, nấu cơm này nọ, mấy nay tao làm thấy mụ nội tao luôn. Bữa nay là tao không thể nào mà tao làm nữa. Tao đã tìm ra được cái cớ sự mà mày đã lường gạt tao rồi mọi người. Cái chuyện gì mày cũng kêu tao làm tối đêm nữa hôm mày kêu anh ơi em thèm mì gói. Tao nấu cho mày một tô mì gói khi mày kêu tao anh ơi em thèm hột gà, tao phải ráng gà ngay chỗ cái chuồng gà. Nó đẻ được có hai trứng, tao phải đập vô cho mày ăn. Tao thèm thấy mụ nội tao không mày. Tại sao vậy? Đừng có phá quán của Sáu. Bây giờ để xuống nghe Sáu nói. Bây giờ bầu vậy giờ sao đây? Hả? Để Sáu xử cho. Rồi ra đây. Cái con này sao bị hư quá vậy? Bầu. Sao con để chung eo vậy? Tại vì con thấy nó hôi quá, con tính đem đi giặt xíu, con đeo lại đâu mà. Con giặt con phải dự phòng 2-3 cái chứ, hiểu không? Mày giặt cái này có cái khác mày đụng vô. Mấy con cái mụn bây giờ nó Sáu ơi, Sáu ơi. Gì? Khô đâu, rượu không có khô rồi để làm cái gì hả? Nó nghe gán đi, gán chiều nay đi. Rồi Sáu làm cá rô chiên xù chấm nước mắm gừng cho con ăn nghe. Lần nói gì hết. Sáu. Tránh ra cho con nói chuyện với con sừng sẩu kìa coi. Đừng. Không ai vậy đi. Mày đi về đi để con tao bể luôn á. Mày chỉ cần bước ra khỏi chỗ này là tao thiệt mày là không còn nhà bà Sáu về đây hết. Khỏi cần phải đi về. Hai cái này là cái gì? Mà trả lời cho tôi biết coi hai cái này là cái gì. Để con trả lời giùm luôn cho. Còn cái bụng của bà nó nè, bà trả lời cho tôi biết coi cái này là cái gì. Nè, là giống cái này luôn nè. Có gì đâu. Là giả mày. Là giả đúng không? Bây giờ ông biết rồi nè. Tao sẽ, hôm nay là tao sẽ đại diện cho cánh đàn ông mà dễ thương nhất của cái thôn này để tao đập vô cái bản mặt mày. Mày đã từng nói với tao là anh ơi em có dẻo như là ma sư phong, hôm nay tao bẻ hết ma sư phong luôn.
tao sẽ cho mày biết Mai Sư Phong là gãy xương như thế nào. Chết rồi, sao rồi? Khoan. Bây giờ nghe chú nói nè, nghe sư phụ nói. Có nghĩa là mày biết cái sự tức của tao. Dồi. Tao tức lắm, tao tức hai người đàn bà này đã gạt mình. Giả có bầu, để cho mình phục vụ nó. Nè, bây giờ mình phải làm sao đây? Ý của mày muốn như thế nào? Nói tao nghe coi. Chú để con, sư phụ để đất con. Bây giờ giả bầu để chi? Để mình làm lộn. Đó. Mình giặt đồ nấu cơm mà giặt chẻ đồ củi. Nấu cơm nè, chẻ củi luôn nè. Rồi đêm hôm còn hành mình nữa. Đã vậy, bà này lôi đầu con vợ con nhậu mỗi ngày. Cái tiền hàng của con giấu rồi, con để trong ngay chỗ mà không ai thấy được luôn mà nó vẫn lôi ra. Bây giờ con không có tiền. Trả nó đi, trả nó đi. Con đi, mày đưa tiền lại cho tao. Không thôi tao quýnh ba mày nhận không ra. Đến đi đó. Đó. Sao còn có tờ mày? Trả hết đi chứ. Trả trả đi. Mày bầu giả mà còn giếm nữa mày. Con hả? Không có ăn cắp đâu, nó mua đồ ăn thôi. Không. Mua đồ ăn gì? Đây, bây giờ tao nói thiệt mày, bỏ qua cái chuyện mày trả là tiền cho tao. Nhưng tao vẫn bẻ xương mày đó. Một mình bẻ không được, phải hai người. À, chú cũng vậy. Bẻ ai? Là tức chú bẻ mình giữa chú nè. Để con. Bậy. Bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại. Không nha. Đây là vợ của chú chứ không phải là vợ của con. Cái chuyện mà giải quyết để cho chú giải quyết. Bây giờ bà tính sao, bà muốn nói gì với tôi? Nói. Tại vợ đậu cũng phải tại tôi. Trời ơi. Biết nó lâu lắm rồi mà nó vẫn tệ như vợ thằng đậu. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Hồi hộp quá à. Lâu lắm rồi mới được gặp người yêu. Cũng một năm lận chứ bộ. Thơm. Anh được. Thơm. Thơm ơi. Có người nhìn á. Có ai nhìn đâu. Thơm, anh có mua nước mía cho em nè. Thơm, anh nhớ em lắm á. Em cũng vậy. Thắm, cho anh hôn em miếng nha. Thôi, không được đâu. Mọi người nhìn thấy đó. Mình đang đứng giữa làng mà. Anh kỳ quá à, tự nhiên đòi hôn em. Có ai đâu. Không. Ở ngoài này không có ai hết trơn á. Thôi. Hôn miếng thôi. Em biết. Ê, anh làm gì vậy? Tự nhiên giữa làng giữa sống hôn nhau. Thì một năm trời mới gặp nhau. Anh hôn em miếng có gì đâu. Thôi, không được đâu. Anh hai em nói á, là khi nào cưới nhau rồi muốn làm gì làm. Anh làm gì? Ủa? Cái gì đây? Thì cái xe đạp của anh. Sao là cái xe đạp? Cái xe máy của em đâu? Cái xe máy em đưa cho anh ở Sài Gòn mà. Anh mượn của em, sao giờ tự thành cái xe đạp là sao? Không phải. Trời đất ơi, anh bán rồi. Sao anh bán xe của em? Em bán xe của em. Anh bán anh đầu tư. Đầu tư là sao? Đầu tư là như vậy, là khi mà anh bán chiếc xe, anh được 100.000. Cái anh đầu tư vô đó là nó sẽ lên được 1 triệu. 1 triệu nó sẽ lên thành 100 triệu. 100 triệu nó sẽ lên thành 1 tỷ. 1 tỷ nó lên thành mấy chục tỷ. Gì hay vậy, gì ghê vậy? Ừ. Lên Sài Gòn là làm được vậy hả? Đúng rồi, bây giờ nè, đó, em nhớ cái xe máy của em không? Anh bán ra, anh đầu tư. Bây giờ nó lên xe hơi rồi. Lên xe hơi luôn hả? Mai mốt anh mang xe hơi về cho em. Trời ơi, hay quá vậy. Anh hôn em miếng nữa nha. Không có hôn gì hết trơn, bây giờ phải cưới đã. Cưới đã rồi muốn làm gì làm. Anh phải về anh gặp anh hai của em, hỏi cưới đàng hoàng. Anh hai của em khó lắm, không phải muốn làm gì làm đâu. Vậy thôi, em về trước đi. Rồi tí nữa anh tính toán anh qua anh gặp anh hai. Nhớ nha, qua gặp anh hai em liền đó nha. Để hỏi cưới em đó nha. Ok. Lát mình cưới nhau. Em về nha. Tức thiệt luôn á. Tao nói cả năm trời không có chén được gì chứ. Anh ơi, mai là em bệnh lại á. Tí nữa là cái chân của anh nó vô đây rồi. Trời ơi, hên cho em á. Anh chỉ mới đá gió thôi chứ anh mà quay vào lái là đã gì chết em luôn rồi. Em định qua biếu anh miếng quà. À, thôi vô nhà ngồi chơi chút. Đi vô. Ngồi. Dạ. Làm với anh liền nghe. Đây.
Rồi. Ê, ông, đời bây giờ ai mà uống mấy cái rượu đế này? Đây, mày nói sao tao uống mỗi ngày mà mày? Đây, em ở chợn về, mang mấy chai rượu ngoại về biếu anh. Này, một ít quà nữa nè, quà, quà ăn. Trời đất ơi, mày tới mày thăm tao là được rồi. Bày đặt ba cái quà cáp làm gì, nhưng mà nghe nói hình như là rượu ngoại là ngon lắm nha, ngon hơn cái rượu đế à. Cái rượu ngoại này anh mua không có. Ờ. Cái này là, đây, 1990, là gần mười mấy năm rồi. Đấy, cho nên là rất là ngon. Nếu mà 1990 là mười mấy năm là coi chừng nó bị hết hạn nha, nó hết hạn là không uống được đâu. Anh là không biết gì trơn á, mấy cái rượu ngoại này nè, càng lâu là càng ngon. Ờ, vậy hả? Ồ, hay á, ờ, rồi. Thôi thôi bây giờ như vậy nè, ê, nó nghe à. Hồi sáng giờ nó ngồi trong buồng á, nó cười khúc kha khúc khích giống như con khùng vậy đó. Mà cũng thông cảm, trai gần có chồng rồi mà. Nói chung là nó thấy em là nó khoái. Mà bây giờ anh thấy em về anh cũng khoái nha. Thôi, quà vô đây thôi, lần khác đem á, có đem ít ít thôi. Thôi, đem rượu thôi được rồi, đừng đem gì khác. Anh sao vậy? Em ở Sài Gòn bây giờ em làm tháng cả trăm triệu. Mấy cái rượu này nhầm nhò gì, đừng có tiếc gì đó. Đây, 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 để em khui em mời anh. Trời ơi, em nói gì? Thiệt á hả? Em làm tháng trăm mấy triệu, bây giờ một nhiều khi sắp tới mở mấy cái công ty á, nhiều khi cả 500-600 triệu anh ạ. Trời ơi, một tháng mà 500-600 triệu hả? Dĩ nhiên. Nó nghe nè, em rể, em đi thí dụ như sắp tới là em là chồng của ông Thắm, có nghĩa là em rể anh ơi. Đúng rồi. Đúng không? Thì bây giờ em có cách nào em giúp anh, em giúp anh nha, giúp anh làm ăn á, giống như em á, kiếm tháng chừng vài chục triệu thôi. Vậy cũng được rồi, không cần cả trăm triệu đâu. Anh nghĩ sao vậy? Giờ mới mốt em lấy Thắm đúng không? Đúng rồi. Thì em là em rể anh. Ừ. Thì người trong gia đình thì tất nhiên phải giúp đỡ anh rồi. Đó, anh khoái mày chỗ đó. Đây, vô với em một ly. Để coi thử làm cái gì nó sao nghe. Anh uống vô đi là cảm thấy đẳng cấp lên liền. Thơm nha, thơm nha. Ê, nghe nói là trước khi uống là phải lắc vậy hả? Không cần lắc, vụ này anh uống sao cũng được. Trời ơi, anh thấy sao? Nó tê. Ngon đúng không? Nó đã. Anh biết sao không? Bây giờ anh muốn kiếm tiền thì có nhiều cái rượu ngoại này uống. Em nói chung là người trong gia đình thì em cũng muốn giúp anh. Thì nếu mà anh muốn giúp thì anh phải lắng nghe em. Quan trọng là cái này. Cái gì? Cái này nè. Bậy, không được đâu. Anh ít tóc lắm, làm sao có nhiều tóc bằng em, sao giàu được. Tóc cái gì? Là cái não, cái đầu mình nè. Thì não thì sao có, nhưng mà không được đâu. Không được. Không được là không được sao? Đây, anh nghe em nè. Anh biết mấy ông tỷ phú trên thế giới không? Mấy ông đó không có bao giờ có học hết á. Ủa, không có học là thành tỷ phú hả? Rõ ràng, em cũng không có học, anh cũng không có học. Bậy, đừng bao giờ nói câu đó. Em nói câu đó là mấy người xung quanh thì người ta sẽ đánh giá là mình mất dạy. Tao có học đàng hoàng nha. Có học là có học sao? Tao học hết, gần hết lớp 5 luôn á. Trời ơi, anh ơi, em không phải nói là học hết lớp 5 mà mấy người học cao gì nè. Học nhiều hơn á hả? Học nhiều hơn, nói chung là bây giờ em và anh là người học ít đi. Thì bây giờ anh em mình khởi nghiệp. Đấy, đầu tư phát triển đi đúng lộ trình một cái là anh em mình giàu, thành tỷ phú ngay. Nói chung là em thấy nhà cửa anh vậy chắc tài khoản của anh chắc cũng không nhiều đâu đúng không anh? Tài khoản là gì? Tiền để dành tích góp của anh ấy. Tiền để dành tích góp hả? Ừ. Anh thì đâu có dám ăn xài đâu. Ngoại trừ cho con Thắm mình lo cho nó thôi, chứ còn nếu mà tính ra dư chắc dừng khoảng 1-2 tỷ à. Cái gì? 1-2 tỷ? Thì có gì đâu ngạc nhiên, em coi thường anh dữ vậy. Thì có thể là 1-2 tỷ của anh á là nó không giống như em. Tại vì em làm ăn lớn, có thể là em dư nay cái mấy trăm tỷ. Nhưng mà chắc có lẽ là không bằng được cái móng chân của em, cho nên em cười anh gì đúng không? Em không có cười. Thôi mà nói chung là mình không bàn chuyện đó đi. Bây giờ mình bàn cái chuyện đám cưới của em được không? Đám cưới hả? Đám cưới. Đám cưới thì có sao đâu, mình em là bên đàn trai thì em cứ làm sao là anh nghe vậy thôi chứ có gì đâu. Em muốn làm một cái đám cưới hoành tráng nhất. Em định làm kiểu mà đám cưới lớn nhất cái huyện này luôn. Lớn nhất cái huyện này hả? Chính xác. Tại sao không làm lớn nhất của cái tỉnh này luôn đi? Cái tỉnh là cái huyện đó. Cái tỉnh là cái huyện hả? Cái tỉnh, đúng rồi, em cũng sai khúc này nè. Nói chung là nguyên một cái tỉnh. Rồi em định làm đám cưới theo kiểu là phải có máy bay nhiều, trực thăng này kia, thả hoa rước cô dâu. Rồi trực thăng ở đậu đâu? Bởi vì em mới đang tính toán với anh nè, để bàn cái làm cái đám cưới này hoành tráng tí xíu đó. Cái xăng này thì em nghĩ là hạ trực thăng xuống được. Rồi bây giờ có nghĩa là mày đang lo là cái khu vực này không có chỗ để cho mày đáp đúng không? Đúng rồi. Mày yên tâm, tao chỉ cần hú một tiếng thôi, mấy đứa đệ tử tao là qua nó tàn sát hết. Tao hy sinh mấy mẫu ruộng tao tàn sát, tao sang phẳng nó hết, tao làm tao trải mà xi măng ra, coi như mấy nhà cái bên tao đạp luôn mấy cái cây luôn, tao làm sao cho phẳng để cho kín.
máy bay phản lực đó nó đáp xuống đấy, rước dâu bằng cái đó nó nhìn nó ta mới nể phải không? Nhưng mà ba cái lúa này kia chết. Ôi trời ơi, sắp tới giàu rồi, ba cái lúa nghĩa lý gì? Bây giờ lúa mình không có thì mình bỏ tiền ra kêu người ta làm cho mình ăn. Hồi nãy anh hai nói là anh hai có mấy tỷ trong nhà đúng không? Đâu mấy tỷ, chừng có khoảng 2 tỷ hơn à. Sao? Làm từ đâu lâu lắm mà để dành dụm tới giờ luôn á. À? Sao anh không bỏ tiền vô ngân hàng đi, bỏ trong nhà vậy nguy hiểm lắm á. Anh đâu có biết để tiền vô ngân hàng là để sao đâu. Đây. Cái này là gì? Cái này là thẻ ATM. ATM hả? ATM là cái mà đựng tiền. À, anh nhớ không? Lúc nãy em nói với anh là em có cả 100 tỷ, anh nhớ không? Đấy, 100 tỷ của em trong này nè. Cái gì? Trời ơi! Cái này mà nó chứa được cả 100 tỷ hả? 100 tỷ trong đó anh. Vậy rồi muốn lấy sao? Rồi sao? Thì bây giờ dễ lắm, bây giờ anh chỉ cần đút vô thôi. Công nghệ phát triển 4.0 mà, cái này anh không biết. Nhà như vậy nó vô nó lấy tiền hết. Sao anh cứ bỏ tiền vô ngân hàng, anh lấy cái thẻ anh đâm vô cái rút tiền ra. Trời ơi, đã quá vậy. Vậy em làm cho anh đi rồi mới mốt anh kiếm tiền tỷ. À anh bỏ vô đó luôn chứ để công người ta chơi mà sao? Bây giờ anh có 2 tỷ đúng không? Ừ. Em giúp đỡ anh 2 tỷ là mình phải đầu tư, mình phải có quy trình, lộ trình mình phát triển, mình đầu tư này kia nhiều công ty. Anh kiếm 5-7 tỷ là chuyện bình thường. Trời ơi. Đó. Đã là anh em trong nhà rồi thì mình phải giúp nhau chỗ đó. Không, mình phải có tiền, có qua có lại, mình sẽ cùng tiến. Không, cùng làm giàu. Đó, mà phải công nhận nha. Nếu như con Thắm mà lấy được em á thì chẳng những con Thắm nó hãnh diện mà anh cũng hãnh diện với cả nguyên chòm sớm đây. Thấy chưa? Em của anh đấy. Đó. Nói chung á, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Làm sao mà anh kiếm được nhiều tiền nhất. Bây giờ nè. Ngồi đây, để anh vô lấy tiền cho em nha. Nói chung lấy tiền, em lấy tiền là... đi, lấy tiền đi. Đây, có rồi. Giấu cho kỹ vô chứ trời ơi. Trời đất. Đây. Cái thẻ em tên gì? ATM. Đây, ATH. ATH là gì anh? ATHEL. ATHEL. Đúng rồi. Ngon á. Đó, rồi bây giờ anh đập cho em coi. Nếu mà mình mà lấy đồ mình lấy đập gì là chuyện bình thường, con nhà giỏ là không ai mà đập kiểu vậy hết trơn á. Anh đập bằng tay luôn hả? Chứ sao, chuyện bình thường. Cẩn thận anh, cẩn thận. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi anh Hai ơi. Anh Hai tôi. Wow. Ủa? Ủa? Anh được. Thắm ra đây, ra đây Thắm. Thắm. Thôi qua đi trời ơi, gần cưới rồi mà mắc cỡ. Trời ơi, sao nhìn anh bảnh tỏn quá vậy? Nhìn cái gì kiều vậy đó. Ngạc nhiên không? Thấy sáng không? Sáng cả ông vùng trời đúng không? Dạ. Anh mang rượu với lại mang quà qua biếu cho anh Hai. Ủa nhưng mà anh Hai. Hả? Sao anh đập hết heo của em vậy? Mày biết cái gì, tiền làm ăn thì bây giờ cần làm ăn, vốn làm ăn thì mình phải lấy tiền đó chứ, mình đợi mà tới hồi mà gần Tết của mày la mất cơ hội của tao sao? Nhưng mà anh nói là hết năm nay mới đập, bây giờ mới có giữa năm mà anh đập rồi. Bây giờ tao hỏi mày, bây giờ mày có cơ hội làm ăn thì mày cần tiền, là bây giờ lấy tiền đâu, không đập ra lấy tiền đâu mà làm hả? Giờ sao có làm ăn được không? Trời ơi, anh Hai. Dạ. Quên. À, nói chung là bữa nay có khách nha. Ê, nói nghe nè, yên tâm, khi mà giàu lên á là không phải là chỉ thằng chồng em lo cho em không đâu. Anh Hai sẽ lo cho em, riêng bản thân em không là ít nhất phải là 50% số gia tài này. Tại vì sao? Tiền này sẽ được nhân lên gấp 10, gấp 100, gấp ngàn lần. Mình sẽ thành đại gia. Anh là đại gia anh, còn em là đại gia em. Được chưa? Mình là đại gia đình đại gia. Đúng rồi. Anh giờ... Hai hứa rồi nha, chia một nửa cho em á nha. Hồi đó giờ mày chọn tao nuôi không chứ ai? Rồi, bây giờ như vậy nè, mày nghe lời tao đi. Mày vô phòng mày ngồi mày cười khúc khích giống như mấy con khùng hồi sáng đi. Còn chuyện để tao với lại thằng em, để tao ngồi bàn câu chuyện chút xíu nha. Chứ mày ra đây hồi đâm thùng lũng dữ lắm. Đi vô. Em vô. Ê nó nghe nè, bây giờ vậy nè, mày ra sau mày làm gì tao con gà nha. Con gà đem con gà hả? Đúng rồi. Trời ơi, uống rượu tây phải ăn gà nó mới ngon. Vô lẹ. Ừ. Mà xuống đếm tiền phụ nè, nhanh. Tính gà cũng nhiều quá anh ha. Thôi chuyện bình thường, tao còn mấy con heo trong kia nữa. Đây rồi, bây giờ cầm này đỡ đi. Đó, nghe. À, cũng nhiều lắm anh Hai ạ. Bây giờ nè, quan trọng là tính cách làm giàu. Tính cách làm giàu. Nè. Sao? Gì? Hình như là bữa còn nợ tiền sáo đúng không? Trời ơi, hình như gì nữa. 452.000 một năm rưỡi rồi đó chú. 452. Đây. Ôi trời, chút lấy tiền thối cho. Khỏi thối sao? Bò sao luôn. Bò luôn.
con mà. Ui bảnh mày, bỏ thiệt luôn hả? Còn 48 ngàn lận đó. Bò sao dữ đi sao? Trời ơi. Ui, con thử lòng sao thôi. Ui đã ta. Trời ơi, làm gì bữa nay giàu hả? Bữa nay giàu hả? Giàu gì? Sao nhìn con không thấy con bảnh hả? Thì bữa nay mới thấy bảnh là chứ hồi trước lợi quán là chỉ có trên răng dưới dép thôi. Đây, sao thấy gì không? Dạ. Cái này cạc điện thoại mà sao nó... Thì sao mà cái cạc được? Đây là cái thẻ ATM. Là gì? Là cái chứa đựng biết bao nhiêu tài sản của con trong đó. Cả 100 tỷ trong này nha Sáu. Thôi, Sáu không biết rồi, không gì, con gì, cấp. Gì? 100 tỷ à? 100 tỷ? Thiệt chơi? Chứ sao con lẹ con đi nói chơi Sáu làm chi? Thôi ngon bấy. 100 tỷ là giàu lắm luôn á. Tất nhiên con mà, trời ơi lúc này con bảnh lắm Sáu. Bây giờ Sáu muốn làm sao? Mới mốt con về đây con đầu tư con làm nguyên cái quán hoành tráng cho Sáu luôn. Ủa nhưng mà giàu mà sao về quê ở? Trời ơi, tại vì bây giờ sức khỏe quan trọng mà, ở trên Sài Gòn dịch quá rồi con chạy về đây tí xíu. Đúng rồi, dịch người ở thành phố về cũng nhiều lắm. Mà nói nghe, làm gì thành phố mà giàu vậy? Thì nói chung là con buôn bán hột sòn, kim cương ký. Hả? Hột sòn kim cương ký hả? Ừ. Trời ơi, tưởng cái gì là hột sòn ở trong chợ lớn mà người ta bán rổ, người ta bưng đặng bán cho mấy người ra ngoài lề đường bán lẻ đó phải không? Sao? Sao mà bán lẻ vậy được? Sao nhìn con đi ăn mặc bảnh bao, tài khoản 100 tỷ không lẽ đi bán ba cái tầm bậy bạ đó. Con buôn bán là hàng thật, hàng ký đàng hoàng. Hột xoàn thiệt mà cân ký luôn. Chính xác, nguyên một cái dãy mà tiệm vàng này kia là con giao hết, giao sỉ luôn. Trời ơi, thiệt vậy luôn hả? Đấy. Trời ơi, nhưng mà tao hỏi mày vốn ở đâu mà mày giàu. Chứ hồi xưa mày vô quán tao thiếu điều mày muốn xin ăn luôn á. Trời đất ơi, Sáu. Đây, Sáu nhìn con đi. Bảnh bao không? Đẹp trai không? Rồi, đây. Biết bảnh rồi, khoe hoài. Đây, xây vòng cho Sáu coi luôn. Rồi. Tao hỏi làm sao mà mày giàu? Thì nói chung là con may mắn. Nói chung là khuôn mặt bảnh bao, đẹp trai. Nhờ ông chủ của con support. Ông chủ nào? Ông chủ tiệm vàng với hột sòn này kia đó, ổng nhận con làm con nuôi luôn. Là ông chủ hột sàn nhận mày làm con nuôi hả? Chính xác, con là con nuôi mà bây giờ con là chịu trách nhiệm hết tất cả vàng này kia rồi, hột sòn rồi là con lo hết. Ui là kia bằng thừa kế đó. Thừa kế luôn đó. Ông có vợ không? Ổng có vợ rồi Sáu. Nhưng mà vợ ổng chết Sáu. Ngon mày, vợ chết rồi hả? Trời ơi đã. Ngon lắm sao? Mà với lại á, con bây giờ á là dạng giống như là con ruột trong gia đình vậy đó. Con quyết định hết tất cả hạnh phúc của ổng luôn. Vậy đó hả? Đấy. Ổng quen ai vậy? Ổng có hỏi ý kiến mày không? Trời sao không? Quen ai làm cái gì, tiền bạc là đứa con xài là không nói rồi nha. Mà quen bất kỳ người nào hay làm bất kỳ cái gì đều hỏi ý kiến con hết. Nói nghe nè. Sáu là nào giờ Sáu không có chồng. Ta còn chín lún mày. Quán Sáu cô đơn, thấy không? Sáu cô đơn. Mấy bữa nào mày dẫn ổng về quán Sáu chơi đi. Dẫn gì? Vợ mấy Sáu, mai mốt Sáu lên Sài Gòn với con. Thiệt không? Thiệt. Ê, được nghe. Ê, bữa nào để tao sắm cái áo đầm hay dây rồi tao mặc cái mày dẫn tao. Sáu cứ mặc áo bà ba là được. Vậy hả? Cứ như vậy là đẹp. Vậy đẹp rồi hả? Vậy là đẹp nhất của Sáu. Được ghê á. Nói nghe là ăn gì ông Sáu nói cho ăn. Cứ cho con tô mì 2 trứng. Ủa đại gia 100 tỷ hột sàn mà sao ăn mì 2 trứng kìa? Tại vì con thích những món quê sao? Đúng rồi. Mấy người mà giàu thường người ta hay kiếm đồ đặc sản lắm. Nhưng mà mì 2 trứng đặc sản gì trời? Để Sáu ra ngoài sau á, Sáu mừng con gà nồi. Tao hấp xả cho mày ăn luôn. Gà nồi hả Sáu? Gà nồi luôn. Trời đất ơi, ngon vậy. Ở Sài Gòn con còn ăn ba cái gà Tây không? Kiểu nó... Trời ơi, gà Mỹ lặt nhắt thịt bở rẹt ăn cái gì. Để Sáu bắt gà nồi Sáu mừng cho ăn. Mày chờ xíu nha. Dạ Sáu. Anh được. Ủa Thắm, anh ở đây rồi. Tiền em đâu rồi? Tiền của em á. Tiền gì? Tiền trong ống heo đó. Tiền ống heo. Em cái này anh bữa giờ anh nè em biết cái này cái gì không? Gì vậy? Cái thẻ ATM trong này cả 100 tỷ của anh trong đó đó. 100 tỷ? 100 tỷ hơn đó. Đây đưa đây anh coi. Này cái tiền này á là để cho anh, hiểu không? Mấy cái đồng bạc lẻ này em tính toán với anh chi, đưa cho anh xử lý cho. Anh đầu tư anh mua xe hơi 4 chỗ cho em đi. Xe hơi 4 chỗ là của em á nha. Thì xe hơi là em đứng tên. Được rồi, bây giờ em không đòi tiền anh nữa, nhưng mà em có chuyện gấp. Chuyện gấp là chuyện gì nữa? Anh phải đi với em. Đi đâu? Phải đi với em, tụi mình phải tính toán vài thứ nữa. Nhưng mà chưa, cô Sáu mới làm con gà. Làm gà? Làm gà cho anh ăn. Em ăn ở đây. Sáng, hai đứa ăn mình, gà. Hai đứa mình ăn chung.
Giàu có quá, sáng sớm đi ăn gà luộc, rảnh quá. Đi đâu? Đi đâu Thắm? Thắm. Đi. Thắm, em dẫn anh đi đâu vậy? Đi ra đây, lẹ đây, nhanh lên. Đây. Đi đâu? Đây, em chỉ cho. Nè, bây giờ anh thấy nguyên một cái khoảng đất bên này, nhưng nguyên một cái khoảng đất bên này, anh thích bên nào hơn? Bên nào anh cũng thích, nhưng mà anh thấy nó hoang phí quá không em? Có gì đâu hoang phí, nếu mà anh thích cả hai bên thì mình lấy luôn cả hai bên. Hai bên ha, em muốn hai bên thì anh lấy hết hai bên. Xong rồi á, mình sẽ sang bằng hết nguyên cái mảnh đất này luôn. Mình sẽ thành một cái sân bay to chà bá. Để mình thuê phi cơ mình quay vòng vậy nè. Giờ em muốn tất cả nguyên cái miếng ruộng này là cái sân bay đúng không? Em muốn thì anh sẽ đổ cát anh làm hết nguyên cái sân bay cho em. Nhưng mà anh thấy vậy hoang phí quá không em? Sao hoang phí? Anh thấy vậy hoang phí quá rồi. Lỡ bây giờ anh xây cái sân bay hết nguyên cái đám ruộng này nè, ba cái đám ruộng này luôn đó, xong rồi lỡ cái sân bay nó làm chết hết ruộng lúa của người ta rồi sao? Thì anh bồi thường. Anh có mấy trăm tỷ trong ATM thì anh lo gì? Em ưng cái chỗ này rồi, mình chọn chỗ này ha. Nhưng mà thôi được rồi, để em quyết định cho. Bây giờ em sẽ nói anh hai chặt hết mấy cái đám dừa đó luôn, rồi mình sang bằng hết tất cả lại, mình làm cho kịp chứ sắp hết dịch rồi, mình cưới ngay anh ha. Ok, nói chung là em muốn sao cũng được, chứ bây giờ em muốn 100 chiếc phi cơ, một đội phi cơ thải hoa xuống anh cũng làm cho em nữa. Dạ đồng ý ha. Dạ vậy không mấy bây giờ em về trước đi, anh ở đây anh tính toán tính sao mà để cho nó hợp lý, đổ cát đổ này kia cho nó đám cưới nó hoành tráng. Em về nha. Ok, bye bye em. Bây giờ một miếng, hai miếng, ba miếng, phải làm sao cho nó hoành tráng. Ok, bây giờ là khu này là để cho phi cơ là đậu là ngon rồi, nó hơi vướng chút. Hàng rào này là dỡ banh ra luôn, chiều nay mình kêu tụi nó là gỡ banh ra luôn. Cái này anh hai cái gì vậy? Trời ơi, có chỗ đậu phi cơ rồi. Ủa, như vậy chưa đủ hả? Mình còn làm gì thêm vậy? Hai chiếc. Trời ơi, đúng là đại gia chơi lớn thiệt, không chơi trong hai chiếc phi cơ thiệt. Mà mình phải chọn mẫu nó tới 800 mẫu phi cơ khác nhau lận, mình phải chọn cái mẫu đẹp nhất. Đúng rồi. Mà anh hai biết không, anh còn nói với em là anh sẽ gắn hoa lên trên phi cơ, giống như là gắn hoa trong xe ô tô để rước dâu á anh hai. Như vậy nó mới lãng mạn. Trời ơi, nó đẹp, tao tưởng tượng, tao thấy tao muốn làm cô dâu luôn đó mày. Em ngồi cho nó là tha hồ ngắm cảnh. Lúc đó mình ngồi trên phi cơ cái mình ngắm. Ê, có mình mày ngắm mà tao đâu được ngắm mày. Đúng rồi. Tao đang vô duyên nha. Thôi bây giờ nha, tao là chịu thiệt đi, tại vì đám cưới em tao mà. Bây giờ tao đứng dưới này tao đợi, không? Phi cơ chuẩn bị đám xuống cái mày nhớ mày ráng làm sao mày mở cái cửa kính á, cái cửa sổ của máy bay á. Được rồi. Mà lò tao đây là anh hai, tụi em gần tới. Để tao biết, mày biết chiều tao ra tao đứng, tao đưa cái bản mặt tao lên như nè. Đó, tao nhón lên như nè, cho tao thấy. Thấy không? Mà nhờ cái thằng mà chụp hình á, nó chỉ xuống nó lia máy luôn. À, em hiểu anh hai rồi. Mày nhớ chưa? Rồi, để cho biết rồi. Mày sắp đội hình thành chữ V đồ cho đẹp. Có gì em vẫy tay nha anh hai. Đó, thấy chưa? Mày yên tâm đi, tao sẽ kêu hết mấy đứa lính tao luôn. Mấy đứa lính tao vô để là làm xong mần ruộng của mình hết để cho phi cơ nó đáp xuống. Được anh hai, anh phải gọi hết 500 thằng đệ tử phải sang bằng hết nguyên cái đồng ruộng nhà mình. Rồi rồi sao? Nguyên cái đồng ruộng nhà ông Tám nữa. Trời ơi. Nhiêu đây chưa đủ, còn qua bên chỗ ông Tám. Hai chiếc mà anh hai. Rồi rút cuộc cái tiền đó ai lo? À quên, đại gia, yên tâm. Ruộng vườn nhà mình là tao giải quyết hết trơn rồi, tao bán hết trơn luôn. Tao bán hết rồi, bắt đầu cái nhà này cũng giải quyết luôn rồi. Đặt nó chuyển tiền vô cái thẻ ATM gì. Đúng rồi. Chồng mày đặt đó, vậy nó gọn chứ không lẽ nó cầm nguyên cọc tiền nó đi gì. Cô Sáu, biết tìm thằng Được ở đâu không? Thằng Được nó đang ngoài kia, nó đang chuẩn bị làm đám cưới. Không có, cái gì? Thằng Được á. Ờ. Nó biểu là gom hết tiền đưa cho nó. Xong rồi nó kiếm hộp sàn kim cương cho rồi chơi. Ừ. Rồi cái hết rồi, gom hết đưa nó rồi. Nguyên cái quán sàn luôn rồi. Đưa cho nó hết rồi. Là cái gì? Rồi cô Sáu được đừng nhìn lấy kim cương hộp xoàn chứ. Được cái móc xì á, giờ nó biến mất luôn rồi. Giờ đi kiếm nó đi. Cô Sáu nói gì kỳ vậy? Tự nhiên cô Sáu nói chồng con vậy? Mày tránh ra coi, để tao xử lý vụ này cho. Nè, tôi nói cho cô nghe ha. Đừng bao giờ mà nói động chạm tới thằng em rể đại gia của tôi nữa nghe. Đại gia cái đầu mày á. Đại gia cái gì? Nó là công nhân đi làm mướn ở trên thành phố á. Rồi cái mùa dịch cái nó không có tiền, nó bị nó hết tiền rồi, cái nó về nó huy động vốn ở trong xóm mình nè, ai có tiền là nó gom hết vậy. Thì nó gom là nó làm ăn rồi xong nó làm ăn cái đầu mày á, nó biến mất luôn rồi. Cái gì? Bây giờ gọi điện cho nó coi thử có được không. Gọi điện thoại cho nó là ở e luôn rồi. Cái gì? Hồi nãy có thấy nó đứng ngoài không? Nó chuẩn bị lên máy bay gì mà. Rồi nó bay luôn rồi đó. Ờ tụi bay có bị gì không? Có gom tiền được đó không? Có gom tiền được nguyên đó. Cái nhà. Mày được.
xong rồi. Cái đông ruộng. Mày mày đừng có nói vậy. Mày phải có trách nhiệm. Anh Hai mới có trách nhiệm á. Anh Hai đập heo của em. Anh Hai đập heo của em đưa cho ổng. Mày đứng xuống dưới, mày đứng xuống dưới. Nè, mày là em tao mày chứ không phải là mày bà nội tao, mày đứng trên đây mày nói chuyện tao ngước lên nè. Nó là chồng mày, mày phải có trách nhiệm trả lại cho tao, mày đừng nói nhiều. Kiếm nó trả lại cho tao đi. Mày phải trả lại. Được rồi, bây giờ muốn kiếm đúng không? Anh Hai huy động 500 anh em của anh Hai đi. Để làm gì? Truy tìm nó. Đúng rồi, truy tìm. Nhưng mà bây giờ trời ơi, biết tìm nó đâu giờ? Biết tìm nó đâu giờ? Tiền ơi. Vàng ơi. Vàng ơi. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Tía em làm nông đi cài bừa, má em làm nông đi cài bừa. Má anh là một người nông dân, tía anh là một người nông dân, cùng sống trên đồng bao la. Ủa, anh mới học ở Sài Gòn về hả? Anh ở chỗ anh mới về. Lâu quá không gặp. Em khỏe không? Em vẫn khỏe. Công nhận á, em hát hay thiệt. Đúng là con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Mà em nói thiệt này nha, má của anh hát hay lắm luôn á. Mà anh hát dở ẹc à? Ủa, anh hát dở hả? Dạ anh hát lại cho em nghe nha. Thôi, anh đừng hát cho cả xóm làng này biết là em không làm việc, lo nói chuyện với trai hả? Đâu có, nói chung là tại vì anh chạy qua đây là anh nhớ em. Sao tự nhiên nhớ người ta? Thì anh đi học ở trên Sài Gòn, lúc nào hình ảnh của em cũng ở trong đầu anh hết, lúc nào anh cũng nhớ em hết á. Anh còn lấy hình của em ra xem nữa. Ủa, hình gì? Hình anh chụp lén em hôm bữa em tắm. Không phải lúc em tắm em đang đứng tắm heo, xong rồi lúc đó anh chụp hình em đang tắm mấy con heo. Sao tự nhiên chụp lúc đó người ta sắn quần sắn áo ghê gần chết, không nói người ta ra đây người ta chụp với góc dừa nè, nó đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Nhưng mà lúc đó em dễ thương á, nhìn em kiểu như là cô thắm vậy đó. Thôi không có chuyện gì nữa, em đi về. Thật ra thì anh muốn nói là anh yêu em. Anh muốn hai đứa mình quen nhau được không? Gì đột ngột quá à. Thôi em không chịu đâu. Anh nói thật lòng á, anh rất là thương em. Em biết không, từ Sài Gòn chạy về là anh chạy qua đây kiếm em liền luôn á. Mình chưa đến lúc quen nhau đâu. Vậy thôi, anh biết rồi. Anh biết. Đừng có bốc nửa tí em la bây giờ. Anh xin lỗi. Thôi anh đi về đây. Nè, em đồng ý. Hả? Em nói gì? Em đồng ý là làm bạn gái anh hả? Ta mới nói có một xíu địch bỏ đi rồi còn đâu. Vậy là em chấp nhận làm bạn gái anh đúng không? Dạ. Đi quá à. Tự nhiên ôm người ta. Thì đâu có ai ở đây đâu. Không được đâu, đừng làm như vậy. Muốn làm gì phải hỏi người ta trước. Anh biết rồi. Thật ra thì em thích anh lâu rồi. Thích anh từ cái hồi mà anh chụp lén em lúc mà em tắm cho mấy con heo. Em biết á, nhưng mà em giả bộ không biết thôi. Vậy ngày hôm nay hai đứa mình chính thức quen nhau nha. Dạ. Ghe chiêu Cà Mau cắm sào trên bờ kính ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Chào trời đất ơi. Cửa giường xương phá kính từ hôm nào. Tôi vác đôi chiêu bông từ dưới ghe lên sớm rầy. Chia cao nhuộm
bùng lâm tâm giọt mồ hôi. Trời ơi, nhà cô sao trước vắng tanh gió lòng chiều đông bông, có ai vào lên khúc nguyệt cầm cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thảm. Trời ơi, tôi ơi là tôi mê anh từ cái bài ca này nè. Mà tôi nói thiệt nghe anh ca sao mà 100 lần như một cái lần nào nó xuống họ nó cũng ngọt ơi là ngọt. Bây giờ mà thấy tôi ca hay phải không? Rồi, muộn rồi. Tôi ca hay từ xưa tới giờ. Tôi hiểu rồi. Ờ, mà cái xóm này có ai ca hay bằng tôi nè? Anh ca số 1, nhưng mà tôi thắc mắc, tôi ngạc nhiên nè. Sao? Là sao thiếu gì bài cũng hay không ca, sao ca 3-1 bài này. Cô gái tứ đậu nè. Trời ơi, thiệt dạo cũ Hoài Lan nè, thiếu gì bài hay không ca, ca bài 1 vậy trời. Tại tôi thích cái bài này, vì bài này có hình bóng tôi trong đó. Tôi thích bài này, vì bài này có hình bóng. Ủa hình bóng tôi, anh là làm sao, tôi không hiểu à. Tôi nói là hình bóng của tôi là trong cái bài Tình Anh Bán Chiếu á. Là sao? Thì tôi là người bán chiếu nè. Cái gì? Anh là cái người bán chiếu năm xưa đó hả? Toàn phần đúng không? Thì đúng rồi. Thì có cái nét đó. À tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là cái người mà anh nói cô gái của anh thì vợ cũng mất. Không, không phải mất mà không còn thôi. Không phải mất mà không còn, có nghĩa là không còn thở đúng không? Anh sao cũng kỳ. Hai đứa mình mới về với nhau đúng không? Tự nhiên là duyên nợ hay sao? Nói chung là cái duyên cái nợ ha. Sao mà thì mà anh nói thật với em nè. Sao? Anh gặp rất nhiều người. Mà sao làm đứa nó không hợp với anh hay sao á? Vậy đó hả? Mà anh nhìn em á làm đứa con mắt của anh nó không thể nhìn chỗ khác được nữa. Chỉ có một chỗ này thôi. Thì bởi vậy. Trời ơi. Anh yên tâm. Em nói với anh là em kêu thằng con em mới về rồi, ở thành phố mới về rồi. Để mình nói chuyện của mình đó. Nó về rồi nhưng mà bữa nay không có nó ở nhà. Nó đi đâu rồi? Anh mong rằng đó hiểu. Sao không hiểu? Tại vì á, anh là gà trống nuôi con lâu rồi. Em cũng vậy, hiểu không? Chồng em cũng đi lâu rồi. Nói bán muối nha. Đi lâu rồi, đó. Anh cũng lâu, em cũng lâu. Bây giờ hai đứa mình sáp lại thì có sao đâu, thấy không? Chắc tụi nó hiểu nên tụi nó thông cảm. Cho nắm tay được không? Không có ai đâu. Nắm tay chứ ba. Nè. Trời ơi, sợ bà con nói sớm dồn quá à. Mà có dồn cũng không được, ta có biết cũng không sao. Là vì mình coi như bây giờ là trai đơn Gái chiếc. Chứ không phải là mình ngoại tình ngoại gì phải không? Chứ sao? Kiếm ai à? Dồn tới dồn lui không có ai hết. Hai tay này nắm đi. Dùng dằn dùng dẻ dắt trẻ đi chơi. Tía em nông đi cài bừa, má em làm nông đi cài bìa. Tía em là một người nông dân. Tám. Ờ con. Chào Tám. Chào tía. Tám ơi, hai người đang tập hát hả? Chuẩn bị có đám phải không ạ? Ờ, sao tôi nhìn không có quen hình ảnh này nghe anh Tư. Tôi quen nhìn con bé này á nghe. Là nó đi đứng như là con trai vậy đó. Nó đâu mà có, sao bữa nay nó gặp tôi nó bẽn lẽn e thẹn giống như là con gái mà ra mắt má chồng vậy đó. Trời ơi, con dâu ra mắt má chồng vậy trời. Ngồi đi con. Dạ Tám. Tí con có chuyện quan trọng muốn nói với con. Dạ. Con à, con à, gì vậy tía? Nói đi, tía có nói đi. À, ý là hai người cứ đùng đẩy nhau vậy. Bây giờ tía nói hay là Tám nói? Mà chuyện của tía thì tía nói, tự nhiên tía đùng đẩy cho Tám nói. Chuyện của anh nói đi chứ. Mẹ con bé Dung mất lâu rồi đó. Con à, thường ngày thì con thấy tía không ngại ngùng gì phải không? Chuyện gì cũng nói thẳng với con. Sao hôm nay ba thấy tía thấy khó nói quá à? Tía à? Ủa? Tôi làm gì mà anh nói? Dung à, tía nói ví dụ như cái trong nhà mình có hình bóng một người mẹ thì con nghĩ sao? Con nghĩ làm sao? Tía nói vậy má,
Má mất lâu rồi tự nhiên tía nói vậy. Không, vì biết là má con mất lâu rồi, nhưng mà tía con hỏi là thí dụ trong nhà con có một người phụ nữ giống như má con vậy đó, về đây ở chung á thì thấy sao? Tía ơi, tía mà ưng ai á là con mừng cho tía lắm luôn á. Tía lớn tuổi rồi, tía cũng cần một người bầu bạn chứ đúng không ta? Trời ơi, tội nghiệp nhỏ. Đúng là nó có biết chuyện ghê, đúng rồi. Người ta nói lớn tuổi là chỉ có bầu bạn với nhau, tri kỷ với nhau, chứ con cái không có lo được. Bởi vậy người ta mới có câu là con chăm cha không bằng ông bà chăm nhau. Tía ưng ai hả? Hả? Tía ưng ai hả? Tía ưng ai hả? Trời ơi, nó mở lời vậy thì anh nói cho con nó nghe đi. Tía dụ như là tám muốn hùng cơm góp gạo với tía con ở chung một nhà thì con thấy làm sao? Cái gì con không hiểu? Ủa, con hiểu giờ tám nói cho con nghe. Con cũng như là bây giờ tám nè và tía con hai người về chung một nhà cùng nhau chung gạo nấu thành cơm vậy đó. Con sẽ là chị, con thành hùng, con của má sẽ là em. À, vậy đó. Con là chị anh Hùng. Anh Hùng là em con. Vậy đó. Hả? Anh Hùng, anh biết tin gì chưa? Em chuẩn bị thành chị gái của anh. Anh là em trai của em đó. Sao mà không biết? Đầu anh bây giờ nó quay vòng vòng rồi nè. Từ sáng giờ anh bị ù tai á, qua mắt hai lần rồi đó. Ủa? Sao hai lần? Thì hồi sáng em nói yêu anh là lần thứ nhất, còn lần thứ hai á là má anh nói chuẩn bị đi lấy chồng á. Bây giờ á má anh chuẩn bị lấy ba em xong rồi bây giờ anh không biết sao luôn. Trời ơi, vậy giờ em không biết là em là đàn trai hay là đàn gái, em sẽ gọi má anh là má chồng hay là má ghẻ. Rồi anh nữa nè, anh không biết là đàn trai hay là đàn gái. Rồi anh sẽ gọi tía em là ba vợ hay là ba dượng nữa. Sao mà nó rối nùi lên vậy trời? Nhưng mà anh lo lắng quá nè, sau này lỡ anh với em cưới nhau về rồi con cái nó gọi tên tía má lộn xà ngầu lên hết cho mà coi. À, hay là em với anh cưới nhau về mình không đẻ con nữa. Em bị gì vậy? Anh đâu phải vô sinh đâu mà không đẻ con. Tại em thấy nó rối nùi lên nè. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em với anh bén nhau đã lâu rồi, nhưng mà sáng nay mới tỏ tình thôi. Còn tía với má ai ngờ cũng bén nhau luôn. Anh cũng đâu có nghĩ là như vậy đâu. Tía với tám kìa. Ông ngừng chút đi, ông ngừng chút đi. Trời, đúng là lớn tuổi rồi, đi chút xíu sao mệt quá mà nó cái chân nó đuối mỏi ghê luôn vậy đó. Trời ơi, bởi nó tới già có khác. Cái gì vậy? Trời ơi, tôi tức cái gì đâu. Tức cái gì? Phải sức khỏe tôi như hồi còn trẻ là tôi cổng bà tôi chạy là bay 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 rồi. Mà cho dù bây giờ hồi còn trẻ còn cổng tôi kiểu đó tôi cũng không cho đâu. Ai kỳ cục cổng ngoài đường rồi xá. Mà nói nghe nè, sao có ông bài làm hoài vậy? Tôi nghe nói là qua bên đám đó anh bắt người ta đó là phải có trả chiếu qua rồi anh mới cài cái bài đó phải không? Tình anh đang chiếu phải không? Trời ơi, cái đó bà biết thì chi anh? Chị? Tôi gợi hứng cho tôi nhìn chiếc chiếu của ca mới được. Rủa nhà tao có chiếu rồi sao? Thì... Đi mua à? Trời ơi, là khó khăn cho tao không? Sao nhiều bài không đổi mà có bài ca hoài vậy trời? Bà muốn tôi đổi bài ca hả? Ừ. Tôi thì nhiều bài lắm nhưng cái bài gì bà phải hợp với bà mới được. Thì tính đi, nghĩ đi, bài gì cho hợp nè. Có rồi. Bài gì? Ra duyên anh cưới em. Trời ơi, được nha. Hứa nha. Qua mình đó cả bài đó. Không được tình anh bắn chiếu nữa nha chưa. Cho nắm tay cái được không? Được chứ sao không được. Ra duyên anh cưới em, ngộ kỳ thời, con kiên nó leo cây. Thôi trời rồi ơi. Anh không nghĩ là hai người đó giờ công khai luôn á, nó nắm tay nữa kìa. Thiệt tình á, anh nghe tí em nói không? Tí em tương tư với cô nào trong cái bài tình anh bán chiếu đó? Tí suốt ngày cứ nói là tí thương nhớ cái người trong mộng đó hoài à. Thương nhớ người trong mộng mà tám á, tí nói tám giống người trong mộng của tí á.
em nói sao, giống người trong mộng nó hơi giống giống hơi giống giống vậy là vậy là sao vậy anh đang não đang quay vòng vòng đang tìm cách não quay vòng vòng gì nữa. Tí em nói á là tí em sẽ mua 800 cái chiếu hoa trải nguyên cái đường làng này để rước tám về nhà đó. Rồi đúng rồi, má anh cũng vậy luôn. Má anh nói là làm một cái đám cưới linh đình từ xuống trên tới xuống dưới, đãi từ trong nhà ra tới ngoài đường luôn. Em không muốn hai đứa mình chia tay đâu. Thôi mà, tụi mình mới yêu nhau được có mấy tiếng à. Bây giờ à, anh có cách này. Cách gì cơ? Bây giờ anh và em tách tía và má anh ra bằng cách tìm người tình trong mộng của tía em. Coi được không? Cái áo đẹp kia vừa y luôn nè, chớp chớp rồi, đẹp quá ha. Gì vậy? Nhìn chiếc áo anh mơ về dị vãng như vẫn còn đây. Áo em mặc lễ tơ không chịu, không chịu đâu. Trời đất ơi, người ta là cái người bây giờ mà tự nhiên cứ mơ về dĩ dãn. Không phải ca như vậy, thì ca như vậy nè. Nhìn cái áo anh thương về bé Tám như vẫn còn trong, bé Tám mặc cái áo tím riệm nè. Nghe chỏi quá vậy. Kể đi, miễn là đủ ý là được rồi. Bây giờ tới chỗ này mới là quan trọng nè. Quan trọng là chỉ có trao nhẫn thôi, đúng không? Người ta cho em gấm lụa, còn anh cho em nhẫn cò. Thì em phải bận tâm gì? Sao bận tâm? Con gái người ta rước về mà không có bỏ gì ngoài cái nhẫn cỏ trơn. Anh kẹo quá, nhà của anh cũng đâu có thiếu thốn đâu, đâu phải nghèo khổ đâu. Cái lại quay vậy ca như vậy nè. Người ta cho em nhẫn cò, còn anh cho em tất cả. Rồi đi anh, em sẽ cười tội ngài. Rồi cho nhẫn đi. Cho nhẫn. Tưởng tượng nha. Rồi, má, chú Tư. Tía. Nhậm rồi. Nhậm gì? Hai người không có được trao nhẫn gì cho nhau hết trơn á. Sao gì vậy? Đúng rồi đó. Cái gì hai đứa sao vậy? Tại vì á, bao nhiêu năm qua chú Tư á cứ nghĩ là má là người trong mộng, nhưng mà thật sự á sẽ có một người trong mộng nữa. Ủa? Là sao? Để con đi rước người đó vô cho. Ủa, nó nói cái gì vậy? Người trong mộng nào? Là sao? Đi vô đây. Đây, cô đi vô đây. Cô đi vô đây. Ủa, đây. Chú Tư, đây mới là người trong mộng của chú Tư á. Ủa, dạ, anh Tư. Em á là cái người hồi xưa mà đặt anh cặp chiếu hoa đó. Cái tới ngày mà mình làm đám cưới, cái em xù em đi lấy chồng, anh nhớ không anh Tư? Nè, cái cô kia, cô xích đằng kia làm gì vô, ngồi sáp, người đàn ông của người ta vậy? Quên. đây là cái người mà hồi xưa là anh thất tình đó hả? Người ta đi lấy chồng, người ta bỏ anh đó hả? Dạ đúng rồi. Ủa mà tôi thấy người này cũng còn đẹp gái quá mà. Nhưng mà tôi với bà này khác một trời một vực. Vì sao ai nói với tôi giống bà ta? Giống mà má. Giống mà. Thì nói sao? Dạ. Cô nói là ngày xưa cô đặt đôi chiếu của tôi. Dạ đúng rồi. Rồi cô đi theo chồng. Dạ. Nghĩa là anh thất tình, anh đem đôi chiếu về đó. Hiểu không? Vậy là cô thương cái anh bán chiếu. Dạ đúng rồi. Khoan, nè, sao nay giờ lấy chồng bao lâu nay rồi, sao bây giờ tới đây mà sao tướng này giờ không có sang chút nào á? Thấy te tua tơi tả. Nó cũng có nguyên cớ hết trơn á. Sao cái ngày mà em bom hàng cái đôi chiếu của anh, cái chuyện tình duyên của em lại gian dở, cuộc đời nó gặp gì ngang trái em. Cho nên nó là em cảm thấy sám hối. Em không ngờ là chỉ có một lần bom hàng thôi mà làm cuộc đời anh tan nát vậy đó. Cho nên là em mới nguyện để làm mình suốt cuộc đời này em chỉ làm một nghề thôi. Nghề gì? Nghề gì? Bán chiếu. Em bán chiếu là gì anh? Bán chiếu để đi khắp xứ, để đi tìm anh. Bây giờ ông trời rung rổ cho em gặp lại anh rồi. Má, đúng là một cặp trời sinh đúng không má? Bây giờ mai mốt á, má phải tựa vô con nè. Má không có được dựa vào chú Tư nữa. Má mà dựa vô chú Tư á, bà xã chú Tư ghen á. Bây giờ em đã tìm gặp anh rồi, mình
xe lại tơ tình đã đoạn đi anh. Em ý là muốn nối lại tình xưa chứ gì. Đúng rồi, không mấy hai đứa mình đi bán chiếu đi. Bữa nào ế cái mình có sẵn chiếu, mình chạy ngoài đường mình nằm luôn anh. Đó, bây giờ người yêu của ông cũ của ông về kìa, nối lại tình xưa đi. Cô nói rằng cô thương anh bán chiếu. Dạ đúng rồi. Vì cái sự hối hận dạ. mà cô làm cho người ta khổ. Dạ. Thấy không? Dạ. Rồi bây giờ là cô trở về đây. Trở về đây. Dạ em sám hối đó. Dạ em sám hối, em về đây em tìm anh đó. Vậy thì cô thương anh bán chiếu. Dạ đúng rồi, dạ thương. Không phải thương tôi. Tía. Tía. Vậy lại kể với con á, là tía tương tư cô nào đó mà cô đi lấy chồng mất rồi, nên là tụi con mới đi tìm cái người mà tía tương tư nè. Đúng rồi đó chú Tư, con phải chạy đi từ xóm trên tới xóm dưới á, tìm cái người giống giống má con á chú Tư. Cái đó là cái câu chuyện của cái bà ca tình anh bán chiếu. Ừ thì đúng rồi, thì cái người này bơm hàng ấy nè rồi sao? Thì anh bán chiếu, tôi bơm hàng. Nhưng mà tôi đâu phải người bán chiếu. Anh bán gì? Bông muối. Hả? Trời ơi, là sao? Ủa vậy sao mà tốn hàng cứ ca cái bài đó hoài là sao? Tại vì tôi thích cái bài ca đó. Chứ đâu có bài ca nào mà tình anh bán muối. Chứ sự thật tôi là không phải bán chiếu mà tôi bán muối. Hai đứa ra đây cho má hỏi nè. Tại sao? Tại sao hai đứa bày ra cái vở kịch này? Tụi xây ngăn cấm Tám với lại ổng là sao? Tám, tía, tụi con... Má... Bởi vì tụi con thương nhau. Bởi vì tụi con... Hai đứa sao? Tía ơi, con thương anh Hùng lắm tía. Má... Nếu mà tía với lại Tám đến với nhau thì tụi con làm sao? Má, con cũng thương Dung lắm má. Bà nghĩ sao? Trời ơi, giờ nghĩ sao nữa? Tôi có một thằng con trai à, mà giờ nó thương con Dung thì thôi, mình lớn rồi, mình hy sinh cho tụi nhỏ đi. Tôi với ông chỉ làm bạn thôi, không đến được với nhau đâu. Nhưng mà tôi thương bà sao không được? Trời ơi, nếu mà được cái tôi với ông quen nhau rồi hai đứa này nó quen nhau, bà con lấy sớm cười động cổ mình á. Rồi thôi, tôi hiểu rồi. Trời ơi, hèn chi tôi đang bán chiếu ngoài chợ đất gần chết, một hai lô ngược tôi về để hát cái tuồng này. Rồi bây giờ ra kết quả vậy đây. Giờ hai anh chị thương nhau đúng không? Ừ. Rồi thì cứ đến với nhau. Hả? Đến với nhau? Ừ. Được không? Rồi hai đứa này? Hai đứa này thương nhau thì cưới nhau. Hả? Rồi vậy sao được? Nếu mà tôi lấy ổng, tôi là đàn trai hay đàn gái? Tôi là chồng hay là su gia? Sao không được? Hai người, hai cặp không cùng huyết thống, không vi phạm pháp luật, thì ai thương thì cứ đến với nhau thôi. Cái đó gọi là song hỷ lâm môn. Ồ, song hỷ lâm môn. Vậy là tôi có quyền tôi xốp bà.